để tìm được công việc tốt, đừng mãi theo đuổi đam mê. Các bạn cùng mình xem nhé. Đam mê là một khái niệm vô chừng, và theo đuổi nó khi trong tay không có bất kỳ vũ khí gì là một quyết định ngu ngốc. Đam mê chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Đam mê càng không phải là thứ để tùy tiện đem ra làm bình phong cho sự không cố gắng hay những thiếu sót của bản thân. Đam mê không giống như khi yêu một người. Đôi khi thứ bạn gắn bó về lâu về dài lại không phải thứ khiến bạn ngày nhớ đêm mong, mà là thứ phù hợp nhất và giúp bạn hoàn thiện bản thân. Tài năng, kỹ năng, khả năng, tất cả những gì mà bạn đang có không hề dư thừa. Nó là món quà mà ông trời ban tặng cho bạn vì một mục đích gì đó mà bạn là người có nhiệm vụ phải tìm ra. Chỉ khi nào bạn chấp nhận được mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhảy khỏi giường vào mỗi sáng và chiến đấu đến cùng vì một thứ gì đó, thì hãy gọi nó là đam mê. Sự thật rằng trong cuộc đời của chúng ta, phần trăm những người không biết thứ mình khao khát luôn cao hơn so với những người hiểu rõ sứ mệnh của bản thân. Đam mê sẽ không phải là một vị thần kéo đến và sừng sững ngồi yên một chỗ chờ bạn tưới tắm, chăm bón, phát huy, mà bạn phải sống, phải làm việc, phải thử cái này, phải cố cái kia, phải thất bại thật nhiều thì mới dần tìm ra được. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.